Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em nha. Buổi chiều hôm nay em lên cho anh em 4 con máy cá cỏ nha anh em ơi. 4 con cá cỏ này là nó bao gồm có một con G3K, một con Rubin 351, hai con Maru nha anh em. Đó. Hàng này là hàng chưa dọn luôn nha anh em ơi. Hàng chưa dọn. Nói chung là hàng hôm nay á là hàng bóc ra là chưa dọn. Anh em ưng ý con nào thì anh em mua, anh em liên hệ ha. Đó. Hàng này là hàng nguyên zin hết luôn nha anh em, nguyên zin hết luôn. Đây, con này là con NB351 này. Con này nó còn đứt nhật luôn nha anh em, chưa vệ sinh, chưa rửa gì hết luôn á. Còn rất là đẹp đó. Con này nòng 36 ly anh em, 36 ly ha. Con này Maru 303 anh em, con này quá đẹp mà. Con này chế 2 kg quên rồ luôn nha anh em, đó. Maru ha. Đây, con này nó được cái nó xài luôn cái tay ga bóp luôn ha. Đó, tay ga bóp xịn sò luôn đó, ha. Cần đầy đủ, rất là đẹp nha anh em, rất là đẹp. Rubin nè, Rubin 351 này quá xuất sắc nè. Đây, anh em nhìn ốc tôm cần nè, ốc vàng khe luôn nha anh em. Đấy, Rubin này 351. Còn bên này con Maru, Maru này như mới luôn anh em, như mới luôn. Con này như mấy thùng nha. Con này Maru 30 BC30 nha, con này chắc nồng 36 ly. Quá mới. Bô nhắn tin luôn nè. Thùng xăng ha. Tay lái đầy đủ hết anh em. Còn bên này G3K. G3K này rất là đẹp. Rồi. Cần zin hết luôn nha anh em, cần zin. Cần zin hết không? G3K này. Đỏ tươi, rất là đỏ. Để em giật hơi thử con này nha anh em. Giật hơi thử. Anh em nghe hơi không? Hơi bệt bệt luôn. Đó, hơi bệt bệt luôn nha anh em. Xong rồi hả? Tháo xăng quá. Tháo xăng hả? Hư à. Rồi lô này thì bao gồm có 4 cây nha anh em. Anh em mua thì liên hệ vào số điện thoại giúp em ha. Số điện thoại của em là 034 434 1710. Đó. Quá đẹp nha anh em, xuất sắc luôn á. Đầu bò chén bát đầy đủ luôn á. Máy thì bao zin hết cho anh em nha. Cần bọng nguyên si, rất là đẹp. Rồi, bye bye anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem và theo dõi hết video nha.